xin chào cả nhà em là thu nhiên bên công ty nhà đất huyền trang thái đây à, hôm nay em xin mời cả nhà cùng với em về xã mỹ thạnh an của thành phố bến tre tỉnh bến tre để xem một cái căn nhà à, nhà này thì mới vừa được xây dựng hoàn thiện luôn cả nhà ơi chủ đã có đề co sẵn một vài đồ nội thất rồi và sẽ tặng lại cho mình luôn ha bây giờ thì cả nhà chỉ cần xách vali vào thêm một số đồ nội thất và đồ cá nhân là mình có thể ở ngay rồi ha căn nhà thì sẽ có sổ hồng riêng pháp pháp lý đầy đủ nha và hiện tại là nằm trên mặt tiền đường Lộ Đan Công Cộng hướng này thì mình đi khoảng 150 m thôi sẽ tới đường Lộ Nhựa có tên là đường 19 tháng 5 nha thì đường đó là ô tô sẽ đi được còn hiện tại trước nhà mình thì là đường xe máy nha Ở đây thì là khu vực đông dân nha điện nước wi-fi có đầy đủ luôn căn nhà hôm nay em muốn giới thiệu cho cả nhà xem với tổng diện tích là 72 mét vuông full hậu cư luôn sổ hồng riêng pháp lý đầy đủ và hiện tại chủ đang kêu với giá là 980 triệu nha Cả nhà có thể đi xem và gặp chủ thương lượng về giá cả luôn ha Rồi và mặt tiền bề ngang của căn nhà mình là 7m nha 7m thì mình sẽ được tính từ vị trí cái bức tường ở đây ha Cả nhà sẽ đo ngược qua đây là 7m nha Và chiều sâu vào hết căn nhà của mình luôn là khoảng 10m ha cả nhà Đó thì một căn nhà cấp 4 nhỏ gọn nè Phù hợp cho vợ chồng mới ra riêng Hoặc là gia đình có từ 2 đến 4 thành viên ở thoải máy luôn. Vì nhà của mình hiện tại là có hai phòng ngủ nha cả nhà. Đó thì phần mặt tiền phía trước nè ha. Khi mà mình vào là sẽ có chỗ để đậu xe máy nha. Ở đây thì khu vực dân cư khá là đông luôn nha. Đó, căn nhà rất là mới luôn. Đây, ở cái phần mặt tiền trước này chủ có làm một cái tiểu cảnh nhỏ để mà mình có thể trồng hoa kiển vào đây ha rồi mình sẽ đi vào bên trong nha à, nền nhà thì được chủ đổ rất là cao luôn đây là mặt đường nè còn đây là phần nền nhà của mình đổ cao và có bậc tâm cấp để đi vào bên trong nhà luôn ha đó thì à, à, cửa sẽ được chủ sử dụng là cửa kiến cường lực khá là chắc chắn luôn ha cả nhà rồi, thì vào bên trong đầu tiên mình sẽ nhìn thấy đó chính là phòng khách nè. À, thì khu vực phòng khách đã được chủ đề co sẵn như là ghế sofa nè, à, có một cái bàn nho nhỏ để mà mình có thể uống nước nè. Bên đây thì là kệ tủ để tivi nè ha. Đó mình có thể để tivi. Ở dưới thì có kệ tủ để mà mình có thể chứa đồ ở trong đây luôn. Đó rất là tiện lợi luôn ha cả nhà. À, rồi thì à, cái khu vực à, phòng khách này của mình á Chủ xây dựng sẽ có những cái khoảng cửa sổ nè Đây cả nhà thấy nè Cửa sổ này á, thì mình có thể mở ra Và mình có thể lấy được trực tiếp gió trời nè Mình lấy được ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào luôn Làm cho căn nhà của mình lúc nào cũng sẽ mát mẻ hơn Và sẽ sáng sủa hơn ha Đó rồi thì khu vực phòng khách rồi tiếp theo là mình sẽ tới khu vực nhà bếp nấu ăn cũng đã được chủ đề co sẵn đầy đủ hết luôn như là có bếp âm nè rồi có bồn rửa nè có kệ tủ trên và có kệ tủ dưới luôn đó cả nhà xem nè rồi bên đây có cả tủ lạnh hai cánh luôn rồi có máy giặt luôn nè cả nhà tất cả những đồ nội thất này đã tặng lại hết cho mình luôn ha và đặc biệt là ngay vị trí bếp nấu ăn chủ có làm một cái phần cửa kiến nè đó vừa nấu ăn nè cả nhà có thể vừa nhìn ra được cái khung cảnh xung quanh luôn tạo cho mình cái cảm giác khi mà ở trong căn nhà này á mình sẽ cảm thấy là gần gũi hơn với thiên nhiên nè à, đó rồi những cái phần cánh cửa sổ trong nhà thì mình có thể mở ra lúc nào mình cũng có được cái uh, uh, gió trời nè rồi có được ánh sáng tự nhiên ha cả nhà rồi thì căn nhà sẽ được hai phòng ngủ đây chính là phòng ngủ thứ nhất của mình thì phòng ngủ sẽ có sẵn giường nè có sẵn ra và niệm luôn ha cả nhà đây phòng ngủ này sẽ có một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài phía trước nhà luôn đó mình nhìn ra khung cảnh xung quanh luôn ha rồi, thì à, riêng cái phòng ngủ này sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Thì phòng này á em nghĩ là sẽ thuận tiện để cho à, ba mẹ hay là ông bà của mình lớn tuổi á thì mình có thể ở trong cái căn phòng này để thuận tiện nha. À, mình đi vệ sinh thì không phải đi ra đi vào nhiều ha. Đó, nhà vệ sinh thì được ốp gạch lên tới trần luôn. Và phòng của mình sẽ được sử dụng là trần thạch cao nha đó nhà vệ sinh thì ốp gạch lên tới tròn rất là sạch sẽ luôn ha rồi thì phòng ngủ thứ nhất rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái căn phòng ngủ thứ hai nha cả nhà phòng ngủ thứ hai này thì cũng có sẵn giường rồi có sẵn niệm rồi nhưng mà phòng này thì sẽ không có nhà vệ sinh nha đó cũng được sử dụng là trần thạch cao luôn Mà Một căn phòng khá là rộng rãi luôn Rồi tiếp theo thì đây cả nhà thấy Tủ lạnh này là tủ lạnh mới luôn nha Cả nhà hai cánh luôn Đây còn mới chưa có mở luôn Chưa có gỡ mũ ra luôn á đó. đó rồi bên đây thì tiếp theo là có sẵn máy giặt nè rồi đây chính là cái căn nhà vệ sinh để sử dụng cho tàn căn nhà của mình luôn cũng được ốp gạch lên tới tròn luôn hả cả nhà đó một cái căn nhà à, nhỏ gọn khá là xinh xắn luôn vợ chồng mới ra riêng hay là gia đình có từ 2 đến 4 thành viên là ở thoải mái luôn ha à, Khi mà ở trong căn nhà này sẽ tạo cho mình một cái cảm giác sẽ gần gũi hơn với thiên nhiên nè ha Tại vì có những cái à, khoảng cửa sổ để mình có thể nhìn ra trực tiếp cái khung cảnh ở xung quanh luôn có thể lấy được gió trời và ánh sáng tự nhiên vào trong căn nhà của mình luôn ha rồi và em xin nhắc lại nha Hiện tại thì cái căn nhà em giới thiệu á Sẽ được tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh An Của thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Hiện tại là nằm trên mặt tiền đường lộ đan xe máy nha Cách đường lộ nhựa ô tô đi được là khoảng 150 mét Nhà thì được xây dựng là có một phòng khách nè Có hai phòng ngủ, có một nhà bếp và hai nhà vệ sinh Sẽ được gia chủ tặng lại một số đồ nội thất có sẵn trong nhà ha Sổ hồng riêng pháp lý đầy đủ Giá là 980 triệu à, Cả nhà mình quan tâm thì có thể đi xem Và gặp trực tiếp với chính chủ Thương lượng về giá cả luôn nha Còn à, bây giờ thì Để em sẽ mở định vị lên Để cho cả nhà mình cùng xem ha Rồi thì trước tiên á, Căn nhà sẽ được quay về hướng đông bắc nha Và cả nhà mình hãy cùng xem nè ha Thì ở trên định vị nè Cái nút màu xanh xanh chính là vị trí em đang đứng ở ngôi nhà của mình ha Ở đây thì dân cư rất là đông luôn rồi Điện nước wifi có đầy đủ luôn Đường trước nhà thì chỉ là đường lộ đan xe máy thôi Ô tô không đi được nha Nhưng mà cách đường ô tô đi được đường lộ nhựa 19 tháng 5 Chỉ có 150m thôi Ra đến đường lộ nhựa đó cả nhà mình rẽ phải á Thì mình sẽ đi về ngay chỗ vị trí mà à, bùng binh an thuận nha cả nhà ngay chỗ vị trí đó sẽ có đầy đủ những cái tiện ích luôn à, như là nhà hàng có nè rồi quán ăn nhỏ có nè quán cà phê nè hay là chợ tiệm tạp hóa hoặc là những cái dịch vụ khác là sẽ có đầy đủ luôn ngay chỗ vị trí mà vùng binh an thuận đó luôn ha đó đây để em sẽ mở lên cho cả nhà cùng xem nè trung bình á mà từ cái vị trí nhà mình đi ra tới ngay chỗ mà bùng binh an thuận đó chỉ có tầm khoảng 1,1 cây số thôi là 3 phút đi xe thôi đó cả nhà sát bên luôn ha rất là thuận tiện luôn đây 1,1 cây số 3 phút là tới bùng binh an thuận nha ở đây thì có đầy đủ những cái tiện ích luôn không thiếu bất cứ thứ gì hết ha và từ ngay chỗ cái vị trí căn nhà của mình ở đây á, thì trung bình mà cả nhà đi chợ nè hay trường học ủy ban hoặc là những cái tiện ích xung quanh đó thì trung bình tầm khoảng 3 đến 5 phút thôi ha đây để em sẽ mở lên cho cả nhà xem xem là ở đây mình sẽ đi chợ nào ha ở đây á, thì em thấy có chợ Bến Tre nè chợ cửa Đông rồi chợ cửa Tây nữa thì trung bình mà cả nhà đi á, cũng tầm khoảng 2,1 cây số thôi ngay cả nhà xem khoảng 5 phút thôi Nó rất là gần luôn là mình sẽ đi tới ngay chỗ chợ Bến Tre nè Ngay chỗ xung quanh cái vị trí chợ này sẽ có đầy đủ tất cả những cái tiện ích luôn Như là trường học các cấp nè Có chợ đêm của thành phố Bến Tre nè Rồi có công viên đồng khởi nè Rồi ngân hàng hay là văn phòng công chứng siêu thị là có đầy đủ hết luôn ha rồi thì từ ngay chỗ cái vị trí căn nhà của mình ở đây giá cả nhà đi tới ngay chỗ siêu thị cấp mắt đi ha. Cả nhà mình đi là tầm khoảng 2,6 cây số nha. Mình đi chỉ có 6 phút thôi là sẽ tới ngay chỗ siêu thị cấp mắt của thành phố Bến Tre rồi ha. Còn nếu như mà từ ở đây á, mình đi về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình mà cả nhà mình đi là tầm khoảng 19 cây số nha. Mình đi khoảng 30 phút là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho rồi ha cả nhà. Còn nếu như mà từ vị trí căn nhà ở đây á mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình cả nhà đi là khoảng 75 cây số nha. 1 giờ 53 phút thôi là về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Còn từ vị trí căn nhà của mình đi chợ trường học Ủy ban của xã Mỹ Thành An thì trung bình cả nhà mình đi là từ khoảng 3 đến 5 phút thôi, rất là gần luôn ha ngay chỗ vị trí cái căn nhà của mình ở đây đó là sẽ sát bên với khu du lịch Lan Vương luôn là một khu du lịch khá là nổi tiếng và lớn ở khu vực này luôn ha cả nhà trung bình chỉ có 2,9 cây số thôi 7 phút là cả nhà sẽ đi tới ngay chỗ vị trí khu du lịch Lan Vương của tỉnh Bến Tre nè đó một khu du lịch khá là nổi tiếng luôn ha Xung quanh đây thì cũng có trường học luôn Rồi thì coi như từ vị trí căn nhà của mình ha Cả nhà mình đi khoảng từ 3 phút nè à Đến 7 phút là sẽ có khu du lịch nè Rồi chợ, trường học, ủy ban Hoặc là tất cả những cái tiện ích khác luôn Rồi thì nếu mà cả nhà có quan tâm đến căn nhà này Mình muốn đi xem Thì hãy liên hệ ngay cho bên công ty nhà đất huyền Trăng Thái Để tụi em dẫn cả nhà đi xem Và mình sẽ gặp chủ để mà thương lượng về giá cả của căn nhà đây luôn ha Thì hiện tại chủ đang kêu với giá là 980 triệu Và có tặng đồ nội thất có có sẵn trong nhà luôn ha rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha